Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Hôm qua thì Xuân Mỹ cũng có đề cập đến bài Yêu Mãi Ninh Bình do danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn sáng tác và trình bày ở tại Ninh Bình nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Thì bài hát này đã hơn 1.500.000 view, tức là đã vượt qua 1.000.000 view mấy ngày trước, và bây giờ nó đã là hơn 1.500.000 view. Nó là 1.810.767 view. Hôm qua thì trên kênh anh Ngọc Sơn tiếp tục dẫn một cái đường dẫn về thông tin của kênh HTV7 như cả nhà, để Xuân Mỹ cho cả nhà xem cái đường dẫn này. Anh Sơn đã có dẫn về chương trình Chuyện Trưa 12 giờ thì HTV7 có một cái thông tin như vậy để Xuân Mỹ cho cả nhà nghe ha. Với dịp kỷ niệm 200 năm tên gọi Ninh Bình, danh ca Ngọc Sơn đã phát hành ca khúc Yêu Mãi Ninh Bình như một món quà dành tặng cho vùng đất này. Có đóa hoa nữ vua đến biên hòa. Ca khúc Yêu Mãi Ninh Bình được Ngọc Sơn sáng tác chỉ vỏn vẹn một ngày, từ sáng tác, hát lời, hòa âm, phối khí cho ca khúc này đều được Ngọc Sơn tự mình thực hiện. Yêu Mãi Ninh Bình giống như một khúc ca hùng tráng thấm đẫm tình người, với những giai điệu mềm mại uyển chuyển và nội dung bao gồm đầy đủ địa danh, nhân vật lịch sử hào hùng. Trước đó, danh ca Ngọc Sơn là một trong những nghệ sĩ tham gia chuỗi đêm nhạc nhân dịp kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình 1822-2022 và 30 năm tái lập tỉnh ngày 1/4/1992, ngày 1/4/2022. Đó, cả nhà thấy bài hát đã được kênh chưa đài truyền hình HTV7 điểm tin chưa hôm qua, và xin một lần nữa xin chúc mừng danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, người thầy có tâm đang giang tay dẫn dắt hướng dẫn âm nhạc cho cậu Út Gò Công trong những ngày qua và trong những cái show diễn tại Ninh Bình. Thưa cả nhà, ekip anh Ba Ngọc Sơn đã có nhiều cái công sức, nhất là anh Ba Ngọc Sơn đã có dành rất là nhiều thời gian hướng dẫn cho em Cường cách nhả chữ, luyến lái phát âm cái chữ khi hát ra như thế nào để nó đúng với cái chất giọng của nhạc trữ tình hay cả nhà. Đó là những cái gì mà mấy ngày qua thầy trò của cậu Út Gò Công đã gặt hái được. Cậu Út Gò Công thì đạt 1.000.000 view bài Cổng Mẹ do nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác, và anh Nguyễn Đức Thị đã mua độc quyền bài này cho em Cường hát, và chỉ sau hơn 3 ngày thì nó đạt mốc 1.000.000 view và nó đứng ở top 4. Trước đó thì nó giữa đêm thì nó đứng ở top 3 trong danh mục âm nhạc thịnh hành, nhưng mà sau đó là nó trở lại vị trí top 4 và nó là nằm trong top 4 tới hiện nay. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin xem coi bài Cổng Mẹ thì em Cường hát đạt bao nhiêu view nha cả nhà, hiện nay thì bao nhiêu view ha. Các fan của Xanh Đột Chuối thì hiện nay vẫn tiếp tục cài view cho cậu Út Gò Công, và cả nhà ơi, hôm nay thì nó vẫn trụ ở vị trí top 4 của danh mục âm nhạc thịnh hành nha cả nhà, và nó đã lên là 1.365.502 view. Đây Xuân Mỹ xin cho cả nhà xem ha. Đó nè cả nhà thấy ha, một 1.365.502 lượt view và nằm trong top thứ tư danh mục âm nhạc thịnh hành. Thì xin chúc mừng cậu Út Gò Công tiếp tục giữ vững vị trí bài hát Cổng Mẹ do nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác. Thì không còn gì để bàn cãi nữa, và cho dù các cái anti fan có nói gì thì cậu Út Gò Công vẫn là người thể hiện thành công nhất bài hát Yêu Mẹ, bài hát Cổng Mẹ. Hôm nay thì trên trang fanpage Hồ Văn Cường Fan Club cũng có một cái trích
trích dẫn trên báo báo mới. Báo mới thì cũng đã sau khi mà cậu Út Gò Công á cả nhà đạt được cái bài bài 1 triệu view thì rất là nhiều cái trang, những cái trang đó là trang báo điện tử, trang thông tin điện tử nha cả nhà. Trang thông tin điện tử viết về cái bài này, tức là bài hát độc quyền này sớm đạt mốc 1 triệu view thì báo mới thì có trích như thế này: nói về ca khúc Cổng Mẹ, nhạc sĩ Sơn Hạ đã cho biết Cổng Mẹ là ca khúc mà Sơn Hạ viết nói về tình cảm của người con dành cho đấng sinh thành. Sơn Hạ viết dành riêng cho những ai sống có hiếu với cha mẹ, và không nói riêng một vấn đề nào khác, không có ẩn ý gì trong ca khúc này hết. Khi Sơn Hạ viết ca khúc này chỉ nghĩ đến những người thật sự yêu mến mẹ của họ. Còn Hồ Văn Cường, nam nhạc sĩ Sơn Hạ thì thật lòng chia sẻ, nói chung là Sơn Hạ cũng rất là yêu mến giọng hát của em Hồ Văn Cường từ lúc mà em mới bước ra từ cuộc thi. Giọng hát này Sơn Hạ phải nói rất là thích, đặc biệt là em hát dòng nhạc dân ca rất là hay. Cho nên khi mà Sơn Hạ đặt bút viết bài Cổng Mẹ thì Sơn Hạ nghĩ đầu tiên đến là em Cường. Nói chung là bài viết Hồ Văn Cường gây nhiều chú ý với nhận xét của nhạc sĩ sáng tác riêng cho mình thì là trên báo mới đăng, thì cũng là điểm lại cái nội dung của cái bài phỏng vấn mà nhạc sĩ Sơn Hạ đã phỏng vấn. Và trước đó thì nhạc sĩ Sơn Hạ có một cái video clip trên trang cá nhân của mình và sau đó là phỏng vấn trên đài truyền hình Bình Phước nha cả nhà. Cho nên là bài này cũng điểm lại, khẳng định lại cái suy nghĩ của nhạc sĩ khi làm cái bài này, viết cái bài này riêng cho em Cường. Thì những gì mà em Cường đạt được trong những ngày qua thì khẳng định một điều, đây là một cái tài năng cần chăm bồi và cần thương yêu và cần động viên. Xuân Mỹ xin nói thêm với cả nhà là tại sao mấy ngày nay, thời gian qua Xuân Mỹ không nói nhiều về những cái vấn đề tiêu cực ở bên ekip cũ. Bởi vì là trong tháng 10 và tháng 11 và tháng 12 cả nhà, tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2021 cả nhà, là Xuân Mỹ có rất nhiều video phản biện về cái việc mà làm sai trái của ekip cũ đối với em Cường. Việc đó không thể nào phủ nhận được cả nhà, cái đó là sai, không thể nào phủ nhận. Cho nên bây giờ Xuân Mỹ không có đề cập nhiều đến cái sai của họ nữa, mà Xuân Mỹ chỉ phản ánh những cái gì tốt, những cái gì mà đạt được mới mẻ của em Cường, cũng như những cái gì xung quanh liên quan đến em Cường như anh Ba Ngọc Sơn, liên quan đến trường Đại học Hoa Sen, và những cái bài báo khen tặng những cái bài hát của em Cường thì cũng là những cái trang mạng điện tử cũng đã tóm tắt, cũng giống như những cái video clip mà Xuân Mỹ đã làm đưa đến cho khán giả. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin điểm thêm thông tin của trường Đại học Hoa Sen nơi em Cường theo học. Trước khi đi vào điểm cái tin chính thì Xuân Mỹ xin nói cho thông tin cho cả nhà biết là hiện nay Cường cũng như các bạn sinh viên năm thứ nhất ở trong khoa của Cường, không riêng gì khoa Cường mà khoa các khoa khác, tập trung rất là cực lực, học rất là cực lực với những môn học kỳ 2 nha cả nhà. Bởi vì trong một năm học thì môn là học kỳ 2 nó giống như là cái cuộc chạy nước rút để về đích vậy đó, để là sinh viên có khẳng định có giành được những cái học bổng cho những cái năm sau hay không, thì cái chương trình học kỳ 2 là chương trình quyết định. Cho nên các em ấy học rất là dữ, và theo thông tin Xuân Mỹ nắm được thì có những ngày là em Cường học luôn cả ngày và ở nhà cả nhà, học luôn cả ngày và ở lại trường ăn cơm trưa ở căng tin và học buổi chiều, tức là dồn lực, tức là có khi em ấy ở cả ngày ở trong trường. Đó là cái việc đáng mừng nha cả nhà, bởi vì là tuổi của Cường còn rất là trẻ mà việc học là việc ưu tiên hàng đầu. Hiện nay là em ấy nói với rất là nhiều người, kể cả người thân của mình, là em ấy ưu tiên cho việc học. Khi nào mà show diễn mà em ấy sắp xếp được thì em ấy sẽ đi, và ekip của anh Thị cũng đang tập trung những cái nội dung để cho em ấy ra cái MV của từ cái bài Cổng Mẹ. Nhưng mà cái việc học thì em vẫn chú trọng. Có những điều vui thì nhưng mà học bận rộn cái việc học như vậy, học rất là nhiều nghe cả nhà, nhưng mà em ấy vẫn vui vẻ, vẫn có những cái đùa với người thân của mình nha cả nhà. Có một ngày nào đó Xuân Mỹ sắp xếp thời gian, Xuân Mỹ like, Xuân Mỹ sẽ kể chuyện những cái câu chuyện mà cậu Út Gò Công
vui đùa với những người mà thân yêu của mình. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin điểm qua cái tin The Future Chip Contest của Đại học Hoa Sen. Ngày hôm qua thì trên trang fanpage của Đại học Hoa Sen này cả nhà, có đăng một cái tin The Future Chip Contest ẩm thực Trung Du miền núi phía Bắc và Duyên Hải Đông Bắc. Trước đó thì Đại học Hoa Sen đã có một cái cuộc training là đào tạo thực tế cả nhà tại Bến Tre về ẩm thực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Thì hôm nay thì sẽ có cái tiếp tục nè. Xuân Mỹ xin đọc cái tin tiếp nói sự thành công của buổi training đầu tiên tại khu du lịch Lan Vương Bến Tre vào ngày 11 tháng 4 vừa qua. Thì cuộc thi The Future Chip mùa 10 đã tổ chức buổi training với chủ đề ẩm thực Trung Du và miền núi phía Bắc và Duyên Hải Đông Bắc tại Đông Hồ Garden, khách sạn Kỳ Hòa. Khách sạn Kỳ Hòa là nó nằm ở Hồ Kỳ Hòa, nó nằm cũng gần gặp Hòa Bình đó cả nhà. Tại buổi training này, các thí sinh đã được những kiến thức bổ ích về ẩm thực khu vực miền Bắc thông qua phần trình diễn ẩm thực vô cùng đặc sắc của các vị diễn giả. Khác với dòng training đầu tiên, không những được trực tiếp quan sát mà nếm hương vị, các thí sinh còn được tham gia hỗ trợ các vị diễn giả thực hiện món ăn bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình. Bốn vị chuyên gia ẩm thực đã truyền lửa vào bài chia sẻ một cách nhiệt tình và nhận được sự tương tác hào hứng của top 21 thí sinh. Trong buổi training The Future Chip Contest, rất hân hạnh được đồng hành cùng bốn vị chuyên gia ẩm thực: Chip Bùi Công Thành, giảng viên với hơn 18 năm kinh nghiệm. Chip Bùi Công Thành này cả nhà, Xuân Mỹ xin bôi cái đoạn này cho cả nhà biết những cái chip mà nổi tiếng. Chip Bùi Công Thành, giảng viên với hơn 18 năm kinh nghiệm tại trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Thầy còn là khách mời cho nhiều chương trình ẩm thực trên đài truyền hình HTV7, HTV9, VTV3 như Hương Vị Cuộc Sống, Vui Sống Mỗi Ngày. Chip Phạm Thị Đông, giảng viên hơn 20 năm công tác tại trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist, đồng thời là đại sứ ẩm thực Việt Nam tại các sự kiện giới thiệu giao lưu văn hóa ẩm thực Việt tới các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc. Chip Trần Ngọc Nghĩa, giảng viên ẩm thực tại Trung tâm Dạy Nghề Rosa Đồng Nai, cô được vinh danh là đầu bếp chuyên nghiệp tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai. Đến với cuộc thi The Future Chip Contest mùa 10 năm nay, các ứng cử viên sáng giá vượt qua hai dòng 2 sẽ được tham gia 3 vòng training ẩm thực theo các chủ đề Bắc Trung Nam dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong giới ẩm thực. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn không chỉ cung cấp cho thí sinh những kiến thức bổ ích về đặc trưng ẩm thực 7 vùng trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn lan tỏa những giá trị ẩm thực truyền thống của nước nhà đến với thế hệ đầu bếp tương lai. Cái này là dành cho những cái học sinh mà học chuyên ngành du lịch nhà hàng khách sạn đó cả nhà. Thời gian qua Xuân Mỹ đưa rất là nhiều tin hoạt động training của trường Đại học Hoa Sen. Cả nhà thấy trường vừa đào tạo vừa liên kết với các đơn vị ngoài trường tổ chức những cái cuộc thi, những cái buổi training, những cái buổi hoạt động ngoại khóa để cho sinh viên nâng cao cái kỹ năng áp dụng vào thực tiễn của cái môn học của mình. Vừa qua thì cả nhà thấy là cái hôm nay là sẽ khai mạc cái chương trình cuộc thi Một Ngày Làm Kế Toán, thu hút 20 trường đại học trong nước hay cả nhà, trong đó có trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Tây Đô cả nhà ở miền Tây của Xuân Mỹ. Và đó là cái thông tin về cái cuộc thi The Future Chip Contest mùa 10. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin cho cả nhà xem một số cái tấm ảnh nè cả nhà. Một số cái tấm ảnh từ cuộc thi. Đó. Đó, thực hành. Các cái thí sinh cùng thực hành với các cái đầu bếp và đầu bếp. Các cái đầu bếp trình bày. Rồi, đó là những cái gì mà Xuân Mỹ muốn đưa qua video clip này trưa nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn cả nhà đã tin tưởng lắng nghe và ủng hộ kênh của Xuân Mỹ. Xuân Mỹ thì dựa trên cái tinh thần thông tin, đưa nhiều thông tin, tất cả những thông tin mà xung quanh cuộc sống của em Cường, như là liên quan tới anh Ba Ngọc Sơn, liên quan đến tập đoàn Xuân Thành, liên quan đến trường Đại học Hoa Sen, liên quan ở quê của cậu Út Gò Công.
Và hôm nay thì cũng là điểm tin về anh Ba Ngọc Sơn và trường Đại học Hoa Sen. Một lần nữa, ai chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Xin chúc cả nhà mình bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ha.